Rồi ok anh em, thì nói chung là có rất nhiều cái câu hỏi của anh em về vấn đề là bugi. Thật sự là Dũng cũng không muốn chia sẻ nhiều đâu, vì đôi lúc bugi thì tùy theo xe của anh em có thể lựa chọn. Nhưng mà nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại về vấn đề bugi, và một số anh em cũng coi trên mạng thì thấy một số cái bạn gắn xe của mình, nào là bugi bạch kim, nào là bugi hãng, nào bugi thế này, thì anh em gắn bugi nào thì anh em khen bugi đấy. Làm cho một số anh em cũng hay là lo ngại, và cũng như là cũng hay lúng túng. Một số anh em cũng hay so sánh là xe tôi gắn xe này bugi thường, bugi của hãng chắc nó thua những cái loại bugi khác. Bugi bạch kim mấy trăm ngàn nó gấp ba bốn trăm ngàn hoặc hai trăm mấy, ba bốn trăm mấy, làm cho anh em cũng hay là sợ vấn đề đó. Không biết họ gắn vô đó họ chạy ngon quá thì thật sự nó có tiết kiệm xăng thế này thế kia. Thì Dũng cũng không muốn chia sẻ vấn đề này đâu, vì đôi lúc nói ra thì nhiều người cứ nói là ảnh hưởng tới chuyện buôn bán của họ và ảnh hưởng tới uy tín của họ, mình cũng không dám nói. Thì nói thẳng là thì chuyện buôn bán mình không muốn can thiệp vào. Thì để hôm nay Dũng cũng chia sẻ ngắn gọn thôi, cũng không có chi tiết lắm, vì đôi lúc chi tiết thì anh em không có phải dân kỹ thuật về vấn đề bugi thì anh em cũng không có hiểu rõ. Thì Dũng chia sẻ một số cái điểm chính lưu ý nhất trong vấn đề anh em lựa chọn bugi cho phù hợp cái xe của anh em. Thì anh em cứ căn cứ vào những cái yếu tố này để anh em lựa chọn bugi thì nó ok thôi. Thì mời anh em vào video này luôn nha. Ok, hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em về một số cái loại bugi. Thì mình cũng xài rất nhiều cái loại bugi rồi, nói chung là cũng mười mấy hai ba chục cái bugi rồi, và mình xài rất nhiều loại. Thì nào là hãng này hãng kia, nhưng mà thực tế thì mình hôm nay mình chỉ chia sẻ anh em một số cái bugi để anh em biết. Một số anh em cũng hay hỏi là xe mình có thích hợp sử dụng bugi nào và không biết lựa bugi nào cho phù hợp xe mình nữa. Thì mình cũng không muốn đem những loại bugi này bugi kia lên đây quảng cáo anh em, mang tiếng quảng cáo, vì mình làm video mình không có được một đồng bạc nào hết nha anh em. Thì mình cũng lấy một số cái bugi tượng trưng cho anh em biết và chỉ vào một số cái điểm quan trọng nhất khi mà anh em lựa chọn bugi cho nó thích hợp thôi, chứ mình không có nói về chuyên sâu về phần kỹ thuật của bugi, vì nếu mà nói về bugi thì tốn rất nhiều thời gian cho anh em. Thì và nhiều anh em cũng không phải dân kỹ thuật thì anh em nhiều cái anh em hiểu quá sâu thì anh em rối não nữa. Ok, thì mình sẽ chia sẻ anh em vào luôn nha. Thì khi lựa chọn bugi á, thì anh em cũng có thể lựa chọn những dạng bugi của một số hãng, nhưng mà thường mình thấy đa dạng cái hãng NGK này là cái hãng mà nó thông dụng, và cái hãng này gọi là cái hãng sản xuất lâu đời và nó có uy tín lâu trong thị trường xe máy của chúng ta rồi. Thì đó đó là cái hãng. Còn cái vụ mà anh em sử dụng bugi á, thì anh em nên coi một số cái thông số của bugi. Thì mình thì mình lựa chọn thì đôi lúc mình cũng chia sẻ lại cho anh em dễ biết nhất, là khi mà lựa chọn thì anh em nên mua xe, khi mà anh em mua xe á, thì anh em nên nhìn vô cái phần cuốn sổ, cái cuốn sổ của anh em á, lật la vô cái phần trang bugi á, thì để anh em coi là cái xe của anh em á là đang sử dụng cái bugi theo xe là bugi cái thông số nào. Thì những cái thông số như thế này đây, thì trong xe nó đều để lại những cái thông số. Thì anh em cứ thế mà anh em la hãng, anh em tiếp tục mua cái loại bugi đó mà xài, thì xe của chúng ta nó không có dạng nó hư hao gì hết, và nó đúng thông số thì nó chạy tốt. Và nếu mà anh em khi một cái phần mà anh em lưu ý, đó là cái phần đầu tiên để anh em biết là anh em lựa chọn bugi thích hợp. Cái thứ hai á, là để nếu mà anh em lựa chọn những bugi thích hợp như thế nào đây, thì anh em nên nhìn vào cái phần là chỉ số nhiệt nha. Vì tất cả các loại bugi anh em nên để ý là có chỉ số nhiệt, này là số 5, này là số 6, và anh em để thấy đây, đây là cái chỉ số nhiệt là số số 7. Đó, thì đó là cái chỉ số nhiệt nó rất quan trọng. Và những cái xe đời trước á, thì anh em biết á, những cái chỉ số nhiệt là giống như là xe quay đêm, xe Charlie, xe hồi xưa đó, thì người ta thường sử dụng chỉ số nhiệt là số 5 trở xuống. Và những cái xe đời mới bây giờ á, thì người ta sử dụng những chỉ số nhiệt từ số 6 hoặc số 7, số 8, số 9 gì đó trở lên. Những cái xe như là phân khối lớn từ 110 mấy hoặc 120 mấy, 130 mấy đến 150 mấy phân khối á, hoặc trở lên á, thì anh em á, đó là những cái chỉ số nhiệt người ta lựa chọn. Vì những cái đời cũ á, thì chỉ số nhiệt nó nhỏ do cái máy nó cần nhiệt độ nhỏ để hoạt động, và nó giữ cho cái nhiệt độ nó bình thường. Thì người ta sử dụng những loại C5 trở xuống.
Thì anh đó đó là cái quan trọng đầu tiên anh em lựa chọn buji, đó là nhìn vào chỉ số nhiệt nha. Còn những cái chỉ số như thế này thì nó còn rất nhiều cái yếu tố nó chi tiết thì anh em cũng không cần hiểu quá. Và thêm một phần, khi anh em lựa chọn buji á thì mình cũng nói cho anh em để anh em nên lựa chọn cái phần buji, để anh em nên biết cái phần là buji của chúng ta thì anh em có buji chân ngắn và chân dài. Thì đa số thì sử dụng những cái dòng thường phổ thông thì anh em đó là sử dụng chân ngắn đây anh em. Và chân ngắn thì anh em thấy nó rất ngắn nè, khi mình ta đẩy lại thì nó còn dư cái khúc. Còn nếu mà sử dụng chân dài thì người ta đẩy lại nó cao lên luôn, nó bằng cao bằng với cái ống ngủ này luôn nè anh em thấy nè. Và khi sử dụng chân dài thì nó có phần ở dưới đây nó dài một khúc vậy nè, dài một khúc như thế này. Và thêm đây nó có một phần ren đây nữa nè, có những cái nó không có ren và nó dạng rất dài, đó là sử dụng những loại xe tay ga phân khối lớn ấn thì nó sử dụng những gọi chân dài. Thì đó cũng là cái để anh em lưu ý và biết cách lựa chọn. Và thường là anh em sử dụng những cái dòng xe thường nhưng mà không phải là dòng dòng xe đời mới bây giờ đó, đó là phun xăng điện tử á. Thì anh em sử dụng thêm lưu ý thêm một phần, đó là phần có chữ R nha. R là anh em học trong vật lý á, đó là cái phần điện trở, người ta ký hiệu là R thì sử dụng cho những cái dòng xe FI. Thì nhiều bạn xem những cái video trước của mình á thì nói tại sao là những người trong những cái kênh khác á, họ chia sẻ là xe sử dụng những cái chữ số R nhưng mà tại sao mình lại đem những cái phần buji không có chữ R thay hoặc test cho xe. Thì họ chỉ nhìn video thì họ chỉ biết một thôi. Mình thì mình chia sẻ điều gì mình đều đã trải nghiệm, mình đều lấy những cái thứ này để mình trải nghiệm cho anh em trong từng giai đoạn và từng năm tháng, hàng ngàn giờ và hàng ngàn ngày để ra những cái video cho anh em, chứ không phải tự nhiên mình ngồi mình chế ra. Và mình từng sử dụng những bộ buji C5, C6 cho xe FI của mình nha anh em. Và mình thấy nó vẫn chạy bình thường và nó cũng không có hư hao gì hết. Và mình kết luận đó là anh em cũng có thể sử dụng những loại buji thường không có chữ R anh em, chữ R như thế này đây, không có những phần chữ R như cái phần đây thì nó vẫn chạy bình thường. Nhưng mà để cho anh em sử dụng đúng thông số thì anh em sử dụng xe FI phun xăng điện tử thì anh em sử dụng có chữ R thì nó chạy mạnh hơn, chạy tốt hơn và nó bốc hơn. Thì đó đó là phần kết luận của mình. Còn những cái phần C5, C6 mà không có chữ R như thế này thì vẫn chạy bình thường nha anh em, nhưng mà được cái là nó không có mạnh và nó xe nó cũng hơi ì. Đó đó là phần kết luận của mình, chứ mình không có ngồi đó mình phán đại nha anh em. Thì đó đó là phần buji để anh em lựa chọn, chứ không cần phải rắc rối quá nhiều đâu. Những cái chữ phía sau như thế này và những cái thông số tùy theo anh em có thể sử dụng những loại buji thường vài chục ngàn trong hãng để anh em mua. Và anh em nào có điều kiện thì bây giờ thị trường nó rất ra rất nhiều cái loại như là buji bạch kim, iridium, titanium hay là denso của những cái hãng khác, thì anh em cũng có thể căn cứ vào những cái thông số của xe mình. Và đặc biệt phải anh em phải chú ý cái chỉ số nhiệt nha anh em, chỉ số nhiệt nè 5, 6, 7 rồi đó, nó anh em nên căn cứ vào đó để gắn cho xe mình, chứ không phải là anh em cứ gắn đại nha. Gắn đại thì đôi lúc xe nó ảnh hưởng, nó làm cho xe nó chạy không tốt nha anh em. Ok, cái dạng dòng xe phổ thông thường tầm 110 mấy hoặc 120 mấy trở lên á thì anh em sử dụng những cái phần chỉ số nhiệt, nếu mà xe phun xăng điện tử thì anh em nên sử dụng có chữ R nha, thì nó chạy sẽ tốt hơn nha. Còn bị nó có cảm biến á thì R nó là điện trở thì nó giúp cho xe có cảm biến và nó đúng thông số nữa thì nó chạy tốt hơn. Thì anh em lựa chọn nó dao động từ chỉ số nhiệt từ số 6 cho tới số 7 là phù hợp nhất. Thì tùy theo các bạn thôi, thì các bạn cứ lựa theo cái phần thông số chỉ số nhiệt, nó quan trọng lắm. Thì anh em nên cứ tầm 6 tới 7 thôi là anh em cứ chạy là xe nó vẫn bốc, nó vẫn là không có tắt máy này nọ. Và anh em phải kết hợp là anh em phải vệ sinh nha,